Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và trải qua các khóa đào tạo về chứng khoán, anh Hồ Ngọc Đông ở thành phố Vinh có rất nhiều lợi thế khi quyết định tham gia đầu tư lĩnh vực này. Trước những biến động của thị trường chứng khoán năm 2023, anh đã có những phân tích đánh giá sát thực tế để lựa chọn tham gia đầu tư. Năm vừa rồi thì thị trường có những cái đợt đầu nắm thì hồi phục rất là tốt. Và tạo được thì lên được vùng 1.200 điểm, 1.250 điểm khá là tốt, nhưng mà 3 lần vượt qua được tiền bốc đẩy ấy, thì thị trường vùng bỏ tàu hiểu là đi xuống, thị trường rất là mạnh mẽ trong cái đợt vừa rồi. Nếu mà mình nhìn góc độ dài hạn thì mình thấy là những cái thời điểm như thế này ấy, thì tôi thấy là những nhà đầu tư dài hạn thì có thể là tham gia để mà tích lũy tài sản ở cái giá cổ phiếu khá là tốt. Thị trường chứng khoán được xem là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư. Có nhiều hình thức mà nhà đầu tư có thể lựa chọn như đầu tư tích lũy, đầu tư lướt sóng hay đầu tư dài hạn. Theo đánh giá của các chuyên gia, giai đoạn từ đầu năm đến tháng 9 năm 2023, thị trường tăng trưởng rất tích cực, đỉnh điểm có thời điểm VN Index tăng trưởng đến 23,7% so với đầu năm. Tuy nhiên, thị trường đã đảo chiều từ đó đến nay, đánh mất hơn 200 điểm chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Rõ ràng là chúng ta đã có một cái bức tranh tăng trưởng vô cùng ấn tượng trong thị trường chứng khoán Việt Nam trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể là trong tháng 9 của 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt mốc 1.250 điểm. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến thời điểm hiện tại, thì chỉ số Việt Nam đã có sự đảo chiều. Cái chỉ số về cái lợi tức của trái phiếu chính phủ Mỹ tăng rất là cao. Điều đấy tác động rất là lớn đến việc điều hành về tỷ giá, khiến ngân hàng nhà nước phải can thiệp. Và đó là một cái điều mà gây một cái tâm lý rất là e ngại đối với các nhà đầu tư chứng khoán, khiến cho tất cả các cái nhà đầu tư chứng khoán phải co hẹp lại cái danh mục đầu tư của mình. Thị trường chứng khoán luôn rất nhanh nhạy và chịu tác động trực tiếp bởi các yếu tố địa chính trị, kinh tế, tỷ giá, lãi suất, các thông tin nhiễu loạn thị trường, từ đó tạo nên những biến động khó lường về giá cổ phiếu. Theo số liệu phân tích, hiện nay các nhóm ngành có mức tăng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán so với đầu năm gồm ngành chứng khoán từ 80 đến 120%, xây dựng dân dụng 86%, thép 60% và cảng biển 62%. Điều này tác động đến quyết định tham gia của các nhà đầu tư. Với tôi, những cái, mấy cái lần gần đây, người ta cứ có thể là bán ra do thanh khoản, rồi do cái giao dịch, lượng giao dịch thấp. Nhưng mà đối với tôi bây giờ thì tôi lại gần như là người ta gọi trong danh từ của chơi cổ phiếu, tức là phú cổ đấy, có nghĩa là mình là mua hết tiền. Theo dự báo, thị trường chứng khoán thời gian tới sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều biến động. Nhà đầu tư cũng sẽ cẩn trọng hơn trong quá trình tham gia. Điều quan trọng là nhận diện những yếu tố tác động để có quyết định đầu tư đúng đắn. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tăng cường vai trò quản lý và điều tiết nhằm lành mạnh hóa thị trường. Và để hiểu rõ hơn diễn biến thị trường chứng khoán năm 2023, những phân tích đánh giá của các chuyên gia về lĩnh vực này, mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần lên sóng trên NTV vào lúc 21:35 tối nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 12.